Chào mừng các bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Tất cả là tại con Linh thôi. Nhưng mà vì Mai Linh Joto là người tốt, chứ vậy chúng ta cần phải cứu. Không chỉ vì Mai Linh mà còn vì ông Déo ở trực tiếp game. Ok, chính vậy tôi đã bôn ba khắp nơi và quyết định là giúp cho Mai Linh khỏi bị ma nhập. Và đương nhiên rồi, muốn làm được điều này chúng ta phải tóm được Tu Len Tân Thần Thiên Hà. Thứ sáu ngày 13, ngày sẽ tới, mọi người cùng ngóng chờ nhé. Nhưng mà rất tiếc là bị Trải Nghiệm Game tóm trước rồi, mà hôm nay mới chỉ là ngày 12 mà thôi. Giúp cho Mơ Sương, Madin Juto, Osusu và Zuka khỏi bị lời nguyền ma nhập. Yes. Sau khi tóm được Tu Len rồi thì đương nhiên rồi, tân thần mới của chúng ta ở đây, đang ở trên tay tôi. Và chúng ta cùng trải nghiệm ngay cái bộ trang phục Tân Thần Thiên Hà. Một bộ trang phục khiến cho bao nhiêu người bị ma nhập. Let's go. Bộ trang phục này rất là đẹp. Nhưng mà trước khi chúng ta trải nghiệm thì đầu tiên chúng ta phải lắp ngay cho hắn ta bảng ngọc. Ngọc cho Tu Len. Ngọc đỏ sử dụng ngọc công phép xuyên giáp phép 10 viên 20.000 bảng cho anh em. Tiếp theo là chúng ta tìm ngọc tím cho Tu Len. Chúng ta sử dụng viên ngọc tím đa năng 3 dòng máu tối đa, hồi máu và tốc chạy cho vị tướng Tu Len này nhé anh em. Chưa kể ngọc xanh, chúng ta lựa chọn ngọc đó chính là tốc đánh và xuyên giáp phép. Cái bảng ngọc này có thể sử dụng và dùng chung cho cả Liliana nhé anh em ơi. Ok, đó chính là ngọc. Tiếp theo đến phần trang bị cho Tu Len. Muốn đi đâu chúng ta phải sắm đồ, muốn đi chơi phải sắm nghề, đúng không nào? Ok, đầu tiên thì là ngọc đại pháp sư, một giày kiên cường. Tiếp theo đó chính là trang bị quyền trượng Rhea. Sau đó là đương nhiên rồi, vương miệng Headcase. Và gần cuối chúng ta lựa chọn một trang bị rất là bựa nổi, đó chính là giáp thống khổ, tránh bị sốc sát thương nếu có nhé anh em. Và trang bị cuối cùng tôi lựa chọn đó chính là huân chương Troy. Ok, let's go. Sau khi chúng ta có trang bị và hành trang rồi, bây giờ chúng ta đi giải quyết mối hận thù ma nhập này với Tu Len Tân Thần mới nào anh em ơi. Let's go. Anh em đừng quên, thứ 6 ngày 13 này, ngài sẽ tới và mọi người cùng ngóng chờ nhé. Thứ 6 ngày 13, đừng quên điều đó. Ok, đó chính là Tu Len, tân thần mới của Liên Quân chúng ta. Một vị tướng có khả năng ma nhập các YouTuber và các streamer nổi tiếng, và đặc biệt là người tốt. Ok, chúng ta nhận xét một chút về ngoại hình của bộ trang phục này nào. Đơn giản là ngon canh thôi, nó có rất nhiều hiệu ứng. Quan trọng hơn đó chính là trang phục này được lồng tiếng, nó mới tạo nên một cái bộ trang phục chỉ có 599 quân huy mà thôi. Bộ trang phục được lồng tiếng, có hiệu ứng biến về, có hiệu ứng âm thanh tuyệt vời, nắm trong tay cả vũ trụ đó. Anh em nhìn đi, bàn tay cầm các kiểu là sao hỏa, sao mộc, sao kim, may mắn là không có trái đất, chết dở đúng không nào. Chúng ta cùng bắt đầu trải nghiệm vị tướng này để nghe giọng chuẩn thần ra sao ha. Let's go. Đó, đầu tiên đó chính là hiệu ứng biến về của Tu Len anh em ơi. Wow, mắc ấn tượng luôn. Cho dù là hiệu ứng biến về của Nagros siêu việt hay là Butterfly tin công nghệ thì không thể nào đẹp được bằng hiệu ứng biến về của Tu Len Tân Thần Thiên Hà. Cái này không phải là cho tôi pr mà thực sự thì nó quá đẹp anh em ơi. Anh em nhìn và nhận xét đi, nhìn và tự nhận xét đi. Ngay cả chiếc thức đánh thường đây lại còn được thay đổi tiếng động của âm thanh đánh thường, của bộ chiếc thức, của cái giọng nói của Tu Len đều được hiệu chỉnh tất cả. Đó là điều tạo nên một bộ trang phục đáng giá tiền cho anh em và khiến chúng ta đang phải mơ ước từng ngày. Ok, đó là chiêu 2. Chiêu 2 lôi động, bây giờ là hố đen nha anh em ơi. Cái này là hố đen dịch chuyển tức thời, chẳng khác gì. Đó chính là cái chiêu thức biến về của chúng ta. Đó phải chiêu thức mà gọi là biến về của chúng ta, nó bay vào hố đen và trở về cái ngôi nhà, cái nơi gọi là thẳng ra là cái nơi sản xuất ra Tu Len. Đó, ok. Đây chính là nội tại. Bây giờ không gọi là lôi điện mà gọi là nhiều người gọi cái này là trung tình. Nhiều người gọi cái nội tại này là nội tại trung tình. Tôi nhìn thấy khá gần giống con nòng nọc, đúng là cái nội tại trung tình thật. Nhiều anh em liên tưởng tới ngay, đúng là cái đầu óc quá đặc sắc thôi, thành ra tôi phải bị lây theo. Đây là chiêu cuối anh em ơi, chiêu cuối bắn hố đen trong vũ trụ đi tấn công mọi địch thủ.
nhìn thực sự là quá đẹp mắt luôn, giống như là các con trung tình ấy. Ok, tiếp theo là chúng ta nhận định thêm một chút về bộ combo của hắn ta nhé. Bộ combo thực sự là quá đẹp mắt luôn. Cái chiêu thức 1 ấy, lôi quang, bây giờ gọi là gì ta? Chưa biết nên gọi là gì ta? Trung quang đi. Hay là tinh quang, đúng rồi, tinh quang. Trời ơi, tinh tức là hành tinh nha anh em ạ. Anh em đừng có nghĩ bậy linh ta linh tinh nha. Tinh tức ở đây là tinh quang. Wow, quá là nhiều nội tại, quá đẹp anh em ơi. Nhìn thực sự là sướng ở con mắt luôn, phê lòi mắt. Anh em đừng quên đón chờ bộ trang phục này vào thứ 6 ngày 13, đúng với cái biệt hiệu mà chúng ta hay gọi ta, đó chính là Tân Thần Thiên Hà. Thứ 6 ngày 13, ngày sắp tới, mọi người cùng ngóng chờ và múc ngay tân thần của chúng ta với bộ combo trị giá chỉ có 799 quân huy mà thôi. Một bộ trang phục biến đổi hiệu ứng cho anh em. Ok, đó là giới thiệu sơ qua về Tulen. Tại sao hắn ta lại là một bộ trang phục cực kỳ đáng mua, đặc biệt với anh em thích chơi Pháp Sư Destroy the Mist. Ok, tiếp theo thì chúng ta cùng thực hiện một thử thách, đó chính là thử thách Tulen Tân Thần Thiên Hà thu phục ba thềm quái vật. Nói thế cho nó hoành tráng. Ok, chúng ta ở trong cái trận chiến này sẽ đấu với ba thanh niên máy và cùng kiểm nghiệm xem hiệu ứng của bộ chiêu thức mà Tulen Tân Thần Thiên Hà có. Tại sao lại đến, tại sao lại đáng mua đến vậy, tại sao nhà phát hành lại quảng cáo ghê như vậy, tại sao lại nó lại xứng đồng tiền bát gạo như thế. Let's go. Anh em mời anh em nhìn nhá. Đó, tất cả chuyển động, anh em có cảm giác không? Anh em có cảm giác là khi mà mặc bộ skin này vào, Tulen nó cảm giác nó chạy nhanh hơn hay không? Anh em có công nhận với tôi như vậy không? Chưa kể cái nội tại tinh lôi rất là bá đạo, không gọi là tinh điện nhỉ. Chúng ta phải đổi theo kiểu gọi là. Bây giờ tôi mới để ý một điều, nếu mà trang phục mà lại có cái tên khác ấy, tức là khi mà chúng ta mặc trang phục khác, bộ chiêu thức lại được đổi tên khác, thì điều đó cảm giác của chúng ta rất là tuyệt vời đúng không nào? Nó cảm giác nó mê ly và nó hoành tráng hơn rất nhiều luôn. Wow, anh em nhìn đi, nhìn cái bộ trang phục này, tôi cảm giác nó rất là thanh thoát, nó rất là êm dịu và nó rất là nhẹ nhàng, nó không quá gắt như là một bộ trang phục lôi điện, một bộ trang phục mặc định của Tulen. Anh em đừng quên là cái này là bộ trang phục bậc S, ok, không phải là trang phục bậc S hay là bậc A bình thường đâu, mà nó là S. Hai cái chữ S xì liền đấy anh em ơi, hai từ liền. Đó là cái điều khác biệt, anh em hiểu không? Đó là cái điều khác biệt với tất cả các bộ trang phục khác, và điều làm nên Tulen một tân thần mới, một bộ trang phục khiến chúng ta phải tích góp thực là nhiều và tài nguyên và kinh phí để mà mua được cái bộ trang phục này. Nhưng mà anh em yên tâm đi, combo thì chúng ta được giảm 30% ở trong 2 tuần đầu bán anh em ơi. Chứ vậy anh em đừng quên và đừng bỏ qua cơ hội được giảm giá này. Tại vì sau khi được giảm, không còn giảm giá ấy, anh em phải mua cái bộ trang phục, ví dụ như là anh em chưa có Tulen ấy, anh em phải mua một combo trị giá là 1.100 quân huy, trong khi anh em đang được giảm là chỉ có 799 quân huy là thôi nếu anh em mua cả combo. Nhưng mà nếu anh em mua riêng ấy, chỉ có mua bộ trang phục không ấy, thì chỉ có tốn 599 quân huy mà thôi. Một bộ trang phục quá đẹp, nó giống như cái bộ trang phục tối thượng của Van Halen ấy, nó còn đẹp hơn cơ. Đó mới là điều quan trọng. Một bộ trang phục khởi đầu cho các trang bị siêu phẩm, các trang phục siêu phẩm mới của tháng 4 này mà Liên Quân chuẩn bị đưa ra cho chúng ta. Và chắc chắn rồi, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn đưa ra cho các bạn các nhận xét chi tiết. Và nhận xét của tôi đơn giản về bộ trang phục này, đó chính là cực kỳ đáng mua và nó quá đẹp luôn anh em ơi. Nếu mà cái bộ trang phục này mà không có hiệu ứng biến về thì nó làm cái bộ trang phục SS dởm, nhưng mà nó lại có hiệu ứng biến về, có âm thanh chân thực, âm thanh mới, âm thanh chân thực mới, ngoại trang đẹp, biến về, rồi tất cả các hiệu ứng chiêu thức, thực sự là quá là trung tình luôn. Ok, đó là sơ qua về Tulen cho anh em biết được về tại sao đây là bộ trang phục tuyệt vời như vậy. Và sắp tới thì S sẽ livestream Tulen Tân Thần Thiên Hà ở kênh phụ của S ở phần mô tả nhé. Anh em đừng quên ở phần mô tả và đăng ký kênh phụ của mình, tại vì kênh phụ kia mình là chuyên livestream hàng đêm hàng ngày, leo rank các kiểu, và đặc biệt là khi có trang phục hoặc là có vị tướng mới thì mình sẽ livestream đó. Đừng quên, đó chính là vào ngày 20 tháng 4 thì vị tướng The Black, vị tướng thứ 5 của DC sẽ ra mắt, và mình
vào hôm tầm 20 thế, tức là hôm 17, 18 ấy, mình sẽ livestream vị tướng The Flag đó. Anh em đừng quên, ở phần mô tả của mình có kênh TNC. Anh em nếu muốn tìm thì đơn giản thôi, có 3 từ thôi, TNC là chữ viết tắt của trải nghiệm game, không nhầm ở đâu được anh em ơi. Ở đó anh em sẽ được gọi là gì ta, gọi là giao lưu của mình thôi, chẳng có gì cả, mình đánh thì ngu nhưng mà được cái là rất là nhiệt tình, anh em chỉ cần biết điều đó là được rồi. Ok, tu lên, đúng vậy. Và đương nhiên rồi, khi mà tôi đã tóm được tu lên trước ngày 13 tháng 4, tức là thứ 6 ngày 13 đấy ạ, hôm nay thì mới có thứ 5 ngày 13 thôi, thành ra là không, thứ 5 ngày 12 thôi, thành ra là anh em không phải sợ gì cả. Các idol và các người tốt như là Mai Linh, Osu các kiểu thì được trải nghiệm game cứu rồi, không phải lo đâu. Tôi đã tóm được cái thằng tân thần thiên hà rồi, anh em không việc gì phải nao núng, không việc gì phải sợ bị ma nhập rồi nhé. Ok, và tất cả những gì mình muốn nói về vị tướng Tulen và quá trình giải cứu và tóm được cái vị tướng này. Ok, cảm ơn anh em rất rất nhiều. Bye bye, goodbye, see you again. Đừng quên để lại một like, một share video, đăng ký kênh nhé anh em ơi, để mà chúng ta có thể nhận được nhiều video bổ ích khác. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em một buổi tối an lành sau khi xem video này. Cảm ơn. Goodbye, see you again. Mọi thắc mắc về Tulen, mọi thắc mắc về bất kỳ vị tướng nào, mọi thắc mắc về phiên bản mới đại chiến clan, hoặc là bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Liên Quân, nhớ comment để ép trả lời. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.